Cùng Dũng Già định vị công trình nào các bạn? Chúng ta chuyển về tab này. Các bạn chọn vào Import. Bây giờ chúng ta bấm vào phần Add a New Model. Bấm vào và chọn file chúng ta xuất ở phần mềm Revit đợt trước. Tôi bấm vào và Open lên. Hộp thoại hiện ra cũng khá là dễ hiểu. Đánh dấu check đây là xong. Còn nếu như công trình của chúng ta có thành phần chuyển động, chúng ta check vào dấu này để Lumion nhận luôn. Còn bây giờ tôi check vào dấu này. Công trình đã vào rồi các bạn. Chúng ta di chuyển trỏ chuột và đặt công trình tại vị trí này. Tôi đặt sâu vào trong một chút xíu cho hợp lý hơn. Tôi bấm chuột trái. Rồi, rất nhanh và đẹp. Chúng ta cùng nhau xoay cho hướng về phía bờ biển. Giữ chặt chuột trái và xoay. Chú này cũng khá khó chịu đây. Tôi tiếp tục xoay. Có vẻ ok hơn rồi. Ví dụ chúng ta để ở vị trí này. Các bạn chọn lệnh di chuyển. Và di chuyển vào trong một chút xíu. Ok. Nếu muốn các bạn có thể tăng lại chiều cao, nhưng tôi nghĩ thế này là tương đối hợp lý rồi. Bây giờ tôi nhấn chuột phải xoay và nhấn phím D xoay coi này kiểm tra phần hậu. Dính đá rồi, tôi bắt đầu kéo ra ngoài chút xíu nữa. Các bạn có thể tăng giảm chiều cao lên trên hay xuống dưới nhiều hơn. Tôi để tương đối thế này. Và xoay chuột phải, nhấn Shift A qua bên này. Và tiếp tục xoay. Khá là dễ dàng đúng không nào? Công trình của chúng ta trông khá là hoành tráng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau copy cây cối. Các bạn sẽ được thấy tốc độ khá là nhanh đấy. Để copy và bố trí cây cối, tôi nhấn phím Q, Shift, phím S và Shift, chuột phải, Shift Q cao lên. Chúng ta cùng nhau copy bố trí một cách nhanh chóng nhất có thể. Tôi chọn về phần Object ở đây. Chọn về cây. Chọn về lệnh di chuyển. Các bạn nhấn phím Ctrl. Tôi kéo cả cụm cây này, tôi chọn một lượt. Rồi, ok. Các bạn nhấn phím Antlast và bấm vào một vị trí thôi, nhấn chặt chuột trái và kéo qua. Qua đây nào, hãy về với đội của anh. Bỏ tay ra. Chúng ta nhấn phím E, thấp xuống. Shift E. Shift V kép, đúng gần lại. Ok. Bây giờ, tôi sẽ trên 2, tăng giảm chiều cao cho nó. Cho thấp xuống một chút cho hợp lý hơn. Các bạn thấy thế nào? Khá là dễ dàng đúng không? Với tốc độ này, tôi nghĩ rằng chạy đồ án thì nhanh vô đối. Rồi, ok. Tiếp tục, tôi nhấn Q cao lên. Và chuột phải. Tôi tiếp tục sao chép vào phần này, nhấn Ctrl. Rồi, nhấn Antlast. Và kéo đối tượng này, từ đây qua đây. Xin lỗi, chúng ta chọn nhầm lệnh, tôi undo lại. Tôi phải về lệnh di chuyển. Và nhấn Antlast thì mới sao chép được. Tôi kéo qua đây. Quá dễ dàng và ngon lành cành đào. Và chúng ta cần di chuyển vào trong một chút xíu nữa, bởi vì cây chúng ta ra biển nhiều quá rồi. Rồi, ok. Và tại sao chúng ta không cần trông tiếp và kéo vị trí cây ở đây nhỉ? Và cả mấy tảng đá nữa cho hợp lý hơn. Và chúng ta vẫn tiếp tục nhấn Antlast. Chúng ta kéo qua đây. Để đây thì hợp lý hơn nè, bỏ tay đạn. Và nhấn phím E, Shift. Khá nhanh đúng không nào? Tôi chuyển 2. Giảm chiều cao của cụm cây này xuống cho hợp lý hơn. Đúng là thật tuyệt vời. Và đương nhiên rằng mặt trước này chúng ta cũng bố trí một vài em cho hợp lý nhất. Tôi xoay đi. Và bây giờ chúng ta chỉ chọn những cụm cây này thôi. Tôi nhấn Ctrl và chọn những cụm cây này. Nhỏ nhỏ thấp thấp xinh xinh. Và cũng tiếp tục nhấn Antlast. Tôi undo lại bởi vì chúng ta vẫn đang ở lệnh trên 2. Tôi qua lệnh di chuyển, nhấn phím Antlast. Và kéo một nhát qua đây. Tôi nghĩ để thế này hợp lý hơn. Những cây lớn này chúng ta có thể khử sau. Tôi giảm chiều cao đã, còn mọi chuyện tính sau. Các bạn không nên bố trí một rừng rậm trước nhà, sẽ che mất công trình. Bây giờ tôi chọn xóa. Và xóa cụm cây lớn này đi. Tôi cần Ctrl Z lại. Chúng ta cần phải bỏ chọn trước. Các bạn nhấn Ctrl và chọn qua mục khác cũng được. Bây giờ tôi chọn này. Và chọn cụm cây lớn xóa. Rất nhanh phải không các bạn? Tiếp tục có thể tôi sẽ kéo vùng này, nhấn Ctrl. Về lệnh di chuyển. Nhấn Antlast và kéo qua vùng bên này. Và đương nhiên chúng ta sẽ trên 2. Cho thấp xuống. Vừa phải.
Rồi ok, xoay đi một chút cho ngẫu nhiên. Khá ngon lành cành đào. Bây giờ tôi nhấn phím E. Xoay qua đây một góc, nhấn phím D. Để xem cần bố trí thêm các cây gì không, tôi nhấn phím W gần lại. Những vị trí ở chỗ này hoặc là những chỗ này chúng ta cần bố trí thêm cây cối cho hợp lý hơn. Các bạn vào phần thư viện cây. Tôi đã đánh dấu một vài cây có sẵn, ví dụ tôi chọn phần cây này. Tôi nhấn chặt chuột trái và bấm vị trí này. Cây mọc xuyên qua tường rồi, điều này không cần thiết, tôi sẽ di chuyển qua và kéo qua đây. Bây giờ tôi nhấn phím A và Shift. Xoay qua. Bên này cũng thế, chúng ta vẫn còn thiếu nè. Tôi chọn cây. Và chọn cây này. Rồi nhấn chặt chuột trái ở vị trí này. Và đằng sau này nữa. Che đi những phần khuất. Rồi ok, trông có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Đây, tôi bấm vào đây. Và dĩ nhiên tôi zoom gần lại và có thể chỉnh sửa được. Ở đây cần một vài loại cây để che khuất nữa. Cho thêm em nó vào. Rất nhanh phải các bạn. Nhấn D qua bên này. Tôi nghĩ rằng chưa đầy 5 phút nếu như các bạn thành thạo. Tôi bấm đây một cụm cây. Và chúng ta scale lại. Cho nhỏ đi một chút. Rồi, khá là tuyệt vời. Nhấn Alt lát. Chọn lệnh di chuyển. Sao chép ra một chút. Và chúng ta xoay đi. Nếu muốn chúng ta có thể chọn phần edit này để chỉnh sửa lại cây này. Cho màu sắc hơi khác một chút xíu thì sẽ đẹp hơn. Có thể vàng hơn hoặc nhạt đi. Rồi ok. Thật tuyệt vời. Nhấn D qua bên này. Bây giờ tôi chọn lệnh di chuyển và tạm thời kết thúc video này. Nhấn phím E thấp xuống chút cho góc nhìn hoành tráng hơn. Các bạn thấy tốc độ thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.